Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Bình Dương. Hoàng Anh Gia Lai với chuỗi thành tích ấn tượng, cùng với đó là sự trở lại của các trụ cột đã tràn đầy tự tin để tiếp đà thăng hoa. Một BKMX Bình Dương với phong độ thất thường sẽ thi đấu thế nào tại thánh địa Pleiku? Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Bình Dương, sân vận động Pleiku, trực tiếp trên bóng đá TV, BTV1, truyền hình FPT.